Rồi, xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay Thế Giới Đầu Câu sẽ review, giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm nữa của thương hiệu Pioneer Tackle. Sản phẩm là cần câu cá, cần xếp của thương hiệu Pioneer Starfish ha. PioneerTackle.com Starfish. Thì cần này là cần 2m7 nha mọi người nha. Thì bây giờ mình muốn là cho mọi người xem được rằng cái cần này á thì nó sẽ tải trọng được bao nhiêu cá là cái điều mà chúng ta luôn quan tâm. Và để xem là theo từng mức khác nhau á thì cái khả năng chịu tải của cần này như thế nào. Thì ok ha. Bây giờ mình sẽ cho test cái trọng lượng đầu tiên là coi như là nửa ký, tức là đi câu cá nửa ký thì xem nó tải có tốt không. Mọi người cùng xem nhé. Đầu tiên là nửa ký. Rồi, tiên là chai nước này này, chai Aquafina chúng ta hay uống này, 500ml này. Ok ha, 500ml ha. 500ml này rồi, cho lên bàn cân xem bao nhiêu nào. Ok. Rồi, rồi gần nửa ký ha. Coi như là trọng lượng của cái chai này kia nữa là nửa ký ha. Tại vì trọng lượng nước với trọng khối lượng quy đổi ra kg thì nó tương đương nhau. Rồi ok. Xem nửa ký thế nào mọi người nhá. Ok. Nửa ký. Rồi, ok, kéo lên 1 2 3. Giật cá. Wow. Ok, nửa ký thì quá ok rồi. Rồi, nửa ký à. Lăn qua lăn lại xem thế nào nào. Quăng lại à. Rồi, mọi người này, quăng qua quăng lại ha. Rồi, cái cần này nửa ký thì quá đơn giản rồi nhá. Rồi, bây giờ tăng lên 1,5 ký. Ok, chờ mình xíu nhá, bây giờ mình sẽ tăng lên 1,5 ký cho mọi người. Rồi, 1,5 ký nó tương đương với chai nước 1,5 lít này, thể tích thực này. 1,5 lít thì cái này trọng lượng nước này cũng vậy ha. Em bằng cân ha, chắc cũng 1,5 ký giật cái hơn gì á. Ok, mọi người thấy nhá. Đó, chai nước này. Ở đây là 2 ký này. Rồi đây đó, 1,5 ký, đây là 1,6 ký, thì đây 1,5 ký ha, 1 ký ha, chai nước ha. Tiếp cũng là cái cần đó luôn ha. Ok. Rồi 1,5 ký lên. Lên. Bình thường, cong ha. Wow. Liên qua liên lại có thế nào nào. Ok, bình thường. Đây là nó độ cong của cần nó tốt. Cần này là chất liệu bằng sợi thủy tinh. Nhưng mà tải thấy 1,5 ký là ok rồi đấy, bình thường rồi đấy. Rồi bây giờ thế này mình tăng lên thêm nửa ký nữa là 2 ký đi. 2 ký. Buộc thêm chai kia vào nữa cho nó 2 ký xem thế nào. Ok. Ký. Thu cái dây ngắn lại một xíu để cho nó lên cho nó dễ. À, ok. Thêm 2 ký nhá. 2 ký mọi người nhá. Thu dây lại cho nó ngắn xíu để kéo cho nó dễ, chứ không dài quá nó cứ nằm dưới mặt đất không. Rồi, 2 ký cho cái cần xếp Pioneer giá rẻ này ha. Rồi,
ok, bình thường. Mọi người thấy à? Đó, hai chai đó. Đó, hai chai như đây. Ok ha. Ok, mình đánh giá là nếu như mà khi mà chai nước ở cái trọng lượng mà trên không thế này mà 2 kg thì cá ở dưới nước là tải cá 3 kg rưỡi, 4 kg, 5 kg là ok, tại vì cá ở dưới nước thì chắc chắn là có cái lực nâng của nước rồi. Nên mình ok, nên mình thấy là cần này thì cái cần phân khúc giá rẻ, cần xếp giá rẻ, tải như thế này quá tốt ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của Thế Giới Đầu Câu. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi để cập nhật những sản phẩm mới. Cảm ơn tất cả mọi người.